Những ngày qua, cơn bão số 3 mang tên Yagi đã gây ra những thiệt hại khủng khiếp cho các tỉnh phía Bắc nước ta: Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh là những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính đến 9 giờ ngày 11 tháng 9, có 143 người chết, 58 người mất tích. Thiệt hại về nông nghiệp cũng rất nghiêm trọng, hơn 162.000 hecta lúa, 29.000 hecta hoa màu và 15.000 hecta cây ăn quả bị thiệt hại. Hơn 1.500 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng cuốn trôi. Đặc biệt, hơn 540.000 con gia súc và gia cầm tại Hải Dương và Hải Phòng đã bị chết. Bão Yagi cũng khiến các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương, Hà Nội bị mất điện và mất liên lạc trên diện rộng. Gió giật mạnh làm hư hỏng hơn 46.000 ngôi nhà tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Lạng Sơn. Hàng loạt cửa hàng, trụ sở trường học bị tốc mái và hư hỏng. Biển quảng cáo, cột viễn thông, trạm phát sóng bị đổ sập. Cây xanh gãy đổ ngổn ngang trên các tuyến đường. Tại Lào Cai, lũ quét vùi lấp một bản với 128 người cư trú. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của 15 nạn nhân, cứu được 10 người, nhưng rất nhiều người vẫn đang mất tích. Cầu Phong Châu bắc qua sông Hồng bị sập, cuốn nhiều người và phương tiện xuống sông. Hiện vẫn còn 8 người mất tích. Do nước sông Hồng dâng cao, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã cấm tất cả các phương tiện qua cầu Long Biên từ 15 giờ ngày 10 tháng 9 để đảm bảo an toàn. Hiện nhiều địa phương đang đối mặt với nguy cơ lũ lớn và sạt lở đất, trong đó Lào Cai được đặt ở mức rủi ro thiên tai cấp độ 2, còn Yên Bái là cấp độ 3. Mực nước trên sông Hồng đang ở mức cao trên báo động 2. Các chuyên gia cảnh báo tình trạng ngập lụt, sạt lở đất ở vùng ven sông, nguy cơ mất an toàn cho nhiều tuyến đê. Cơn bão số 3 đã cướp đi sinh mạng của nhiều người, làm hàng ngàn gia đình rơi vào cảnh tang thương. Trẻ em không thể đến trường, cuộc sống của người dân hoàn toàn bị đảo lộn. Những ngôi làng chìm trong biển nước, cầu đường sập đổ, hệ thống điện nước tê liệt, người dân đang đối mặt với vô vàn khó khăn. Giờ đây, hơn lúc nào hết, chúng ta cần cùng nhau đoàn kết, lan tỏa tình yêu thương và sẻ chia. Hưởng ứng lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra, kênh CafeLand TV kêu gọi sự chung tay, góp sức từ cộng đồng để hỗ trợ đồng bào miền Bắc vượt qua thảm họa thiên tai. Trong những lúc khó khăn nhất, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc ta luôn tỏa sáng. Nhiều tổ chức cá nhân đã đứng lên ủng hộ, từ các giáo sư, doanh nhân quyên góp hàng tỷ đồng cho đến nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên và những người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội đều kêu gọi cộng đồng chung tay giúp đỡ. Khắp cả nước, hàng ngàn người đã quyên góp lương thực, thực phẩm và tiền bạc để gửi tới các vùng bị ảnh hưởng. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Với tinh thần tương thân tương ái bao đời nay vẫn là hình ảnh đẹp của người dân Việt Nam, kênh CafeLand TV kêu gọi các nhà hảo tâm trong và ngoài nước cùng chung tay chia sẻ với đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão và hoàn lưu sau bão để sớm ổn định cuộc sống. Mọi sự đóng góp dù lớn hay nhỏ đều vô cùng quý giá và ý nghĩa. Cá nhân và tổ chức có thể ủng hộ đồng bào miền Bắc bị thiệt hại do bão số 3 qua các số tài khoản hoặc trực tiếp tại địa chỉ sau của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tài khoản tại kho bạc, tên tài khoản, Văn phòng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số tài khoản 3713 0 1058784 000 000, mã đơn vị quan hệ ngân sách 1058784, tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước, tài khoản tại ngân hàng, tài khoản Việt Nam, tên tài khoản, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Cứu trợ Trung ương, số tài khoản 0011 00 1932418, tại Sở Giao dịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Vietcombank, tài khoản ngoại tệ, tên tài khoản, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Cứu trợ Trung ương, số tài khoản 0011 137 193 2538, tại Sở Giao dịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, SVK-Code BFT VVVNX 001. Tiếp nhận ủng hộ bằng tiền mặt: Phòng Kế hoạch Tài chính, Phòng 109, Phòng 111, Văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, Hà Nội. Hãy cùng nhau lan tỏa thông điệp yêu thương và sẻ chia vì một Việt Nam đoàn kết vững mạnh trước thiên tai.